Hello các bạn, xin chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Nana TV nha. Thì hôm nay là chủ nhật nữa các bạn. Thì mình cũng có thông báo trước đó rồi, đúng 14 giờ chủ nhật tuần này, tức là ngày 13 tháng 2, mình sẽ tổ chức cho các bạn một giải câu cá sấu và tặng 5 cần câu Sally. Hiện tại trong cái căn nhà mình chỉ có mình và ba vị trọng tài thôi nha các bạn. Và mình không có cho bất kỳ một ai vào nhà hết nha. Đây mình sẽ quay cho bạn xem. Còn đây là cái nơi mà diễn ra cuộc thi câu cá sấu nha các bạn, cái hồ rộng mênh mông luôn, các bạn không cần phải sợ câu hụt nha. Thì cái nhà mình cũng chả có gì trong đây hết, nên là các bạn cũng không cần sợ lắc luôn. Chủ yếu các bạn cha đừng có chat là ok nha các bạn. Rồi luôn các bạn ơi, vừa bị văng game các bạn, vừa bị văng game luôn. Và giờ sắp tới giờ rồi, chỉ có một mình và một vị trọng tài vào được nhà thôi. Còn hai vị trọng tài kia là văng mất tiêu luôn rồi. Ủa, có người vào nhà mình nè, để mình đuổi ra. Nếu mà không ra là mình sẽ chặn. Đấy các bạn thấy không, không hề có ai trong nhà nha. Và bây giờ là mình bắt đầu mở tiệc nha các bạn. Đấy, đúng 45 là mở tiệc nha. Rồi qua mười mấy giây rồi, tiệc chuẩn bị đó các bạn, nó tải đấy. Rồi bây giờ là bắt đầu mọi người đang ùa vào nè. Thường các bạn, thường là mỗi lần mình mở tiệc như thế này là trong vòng 1 đến 3 giây là sẽ full nha. Nên là rất là nhiều bạn bấm luôn. Và khi mà các bạn bấm như thế đó thì nó sẽ tải game, nên là các bạn sẽ mất thêm khoảng 10 giây để vào được nhà mình. Còn nhiều bạn mà nói rằng là không có thấy thông báo á, là cái lượt xem đấy để các bạn bấm vào, thật sự á, là do nhiều người bấm nhanh quá đã vào full rồi. Và cái game này nó chưa kịp thông báo đến các bạn thì đã full rồi. Full rồi thì sẽ các bạn sẽ không thể nào mà nhận được thông báo nữa nha. Đó các bạn thấy không, ùa vào như là ông vỡ tổ đó các bạn thấy không, rất là đông luôn, rất là nhanh luôn nha, quá trời luôn, ùa vào quá trời luôn. Và bây giờ mình rất là ngợp luôn các bạn. Và bây giờ mình đây nè các bạn ơi, có rồi, có anh Quang phụ mình làm trọng tài nha. Rồi hồi nãy là có bạn Cool nữa nha các bạn, và bạn Cool với lại là anh Quang sẽ là hai người trọng tài, hai vị trọng tài có nhiệm vụ là giám sát hộ mình, còn mình sẽ ghi lại kích tướng nha các bạn. Còn một phút nữa là cái cuộc thi bắt đầu nha. Đó, rất là nhiều bạn câu được cá sấu trước cái thời gian diễn ra nha các bạn, nên là những cái con cá sấu này là không được tính đấy, vẫn chưa được tính đâu. Rồi bắt đầu thi nè, đó đúng 14 giờ mới bắt đầu thi. Đây cái con cá sấu này cũng câu trước 14 giờ. Trước khi mà mình nói cái cuộc thi bắt đầu thì cái con cá sấu này sẽ không được tính nha các bạn. Cho dù các bạn kéo lên đúng 14 giờ thì cái bóng nó đã xuất hiện trước đó rồi, nhưng mà mình chưa kịp nói là bắt đầu thi là bạn ấy đã câu thành công rồi. Rồi bây giờ là bắt đầu cuộc thi mới chính thức diễn ra nè các bạn. Những cái con cá sấu đó các bạn dẹp qua một bên luôn nha. Mỗi lần mà tổ chức giải như thế này nè các bạn, thật sự mình cũng rất là vất vả nha. Mình cũng rất là ngợp luôn, tại mình sợ mà mình tính sai sót cho các bạn đấy. Nên là trọng tài mà mỗi lần mà trọng tài bị văng là mình rất là sợ luôn các bạn. Đây nè các bạn ơi, một cái bóng năm đầu tiên trong cái cuộc thi ngày hôm nay luôn nha. Đấy, rồi không khoe lên luôn, để coi kích thước bao nhiêu để mà còn ghi lại nữa. Là nhiều khi mà mình ghi lại đó bạn, trong cái lúc mà mình ghi lại đấy là phải có trọng tài giám sát, để giám sát thử coi có ai lấy cá trong ba lô ra khoe không đó các bạn. Rồi cái con này chỉ có 317cm các bạn ơi, cái con này là không thể nào mà thắng giải được rồi. Cái con mà cá sấu mà chỉ có 300 mấy là coi như là dễ nhất các bạn. Đây một con cá sấu vừa lên nữa nè các bạn ơi. Rồi để coi, đây là bạn này là gió lắc 566cm. Ok, bây giờ là mình sẽ bắt đầu mình ghi lại nha bạn. Gió bờ lắc nè là 566cm nè. Đó, lúc này là có một bạn khoe cá nữa nè, trọng tài có giám sát nha, nên là mình sẽ không có sợ nhầm lẫn nha bạn. Bạn này là bạn rồi, bạn vỡ mồm là 410cm. Đó, mình sẽ ghi lại như vậy nha. Đây một cái con cá sấu lên nữa nè, phải có trọng tài giám sát như thế này nữa các bạn. Rồi 350cm, bạn này là 350cm, mình sẽ ghi lại nha. Bạn tính 350cm nha bạn, có trọng tài giám sát là mình rất là yên tâm luôn. Có một bạn vừa lên một con cá sấu đó các bạn. Còn đây là một bạn đang kéo một con cá sấu nữa nè. Đấy các bạn thấy không, rất là nhiều cá sấu được kéo lên luôn. Cuộc thi lần này là mình chỉ tổ chức trong vòng 60 phút thôi nha các bạn, tại vì tổ chức mà 1 giờ 30 phút đó các bạn, thật sự nó rất là lâu và nó rất là vất vả luôn. Và kiểu gì thì mình cũng chỉ chọn ra 5 cái con cá sấu to nhất để mà trao giải cho các bạn thôi. Mới có 12 phút trôi qua thôi mà các bạn thấy không, kéo rất là nhiều cá sấu luôn, mình ghi mà muốn không kịp luôn đó các bạn. Và hiện tại khá là lắc luôn nha, nên là bạn nào chát là mình sẽ kích ra khỏi nhà nha các bạn. Mỗi lần tổ chức như thế này rất là dễ bị văng game luôn. Mình cũng không có muốn bị văng game đó các bạn, tại vì văng game vào lại đó là bị rất là nhiều bạn chắc mình luôn. Mời một bạn vừa lên một con cá sấu nữa nè, để coi bạn ấy là bao nhiêu, 371cm nè. Rồi một bạn nữa nè, các bạn thấy không, hai ba người lên cùng một lúc như thế này đấy, đó là mình phải kiểm soát cùng một lúc luôn. Đó, bạn này là 371cm, là bạn đã vượt qua các bạn 350cm.
thay tên của bạn ấy vào đây nha. Còn bạn nào mà kích thước nhỏ hơn thì các bạn không cần phải khoe đâu. Đấy, nhỏ hơn 371cm là không cần khoe nha các bạn. Có nhiều bạn câu lên cá sấu đó là các bạn ấy cũng không cần khoe đâu. Tại vì các bạn ấy thấy rằng là mình không có vô được top 5 rồi thì các bạn ấy không cần khoe. Ô là trời, các bạn này tự nhiên đứng gần mình móc cái con cá sấu ra khoe luôn mới ghê. 357cm thôi chặn bạn lại luôn nha, cho bạn ra khỏi nhà luôn nha. Nó chơi gì kỳ cục, đứng ngay chân mình móc trong ba lô ra khoe luôn mới ghê luôn các bạn. Rồi một con cá sấu vừa bay lên nữa nè. Đây bao nhiêu, 402cm rồi, bạn ấy đã vào top nha. Yêu cá to 402cm nè. Các bạn đang xem video nhớ ấn like và đăng ký kênh cho mình nha, để khi mà mình thông báo các bạn là có giải sấu đó là các bạn không có bị bỏ lỡ cái thông báo đó nha các bạn. Rồi hai ba người đứt sấu luôn các bạn ơi, hai người đứt sấu cùng một lúc luôn. Đây một bạn đang kéo bóng năm nữa nè các bạn ơi. Đây lên nào, lên. Ôi nhà chát chữ lên là không, là phạm luật luôn nha bạn. Rồi bạn ấy bị đứt dây luôn rồi. Mình cũng không nên chát chữ lên nha, đã nói là không chát là không ai được chát. Rồi lên một con cá sấu nè. Đây bên đây một con cá sấu nữa nè, các bạn thấy không, cá sấu mà lên một lần hai ba con không đó ghi không biết sao kịp luôn. 354cm là nhỏ rồi nè. Yêu cá to 453cm. Ôi bạn này vừa lên con kia rồi, bây giờ lên con 450cm nên là sẽ thay kích thước vào đây thôi nha, chứ không phải ghi thêm một cái tên của bạn vào đây nha các bạn. Thấy một bạn vừa đang kéo một con cá sấu nữa nè. Rồi đứt luôn. Rồi đứt sấu rất là nhiều luôn bạn ơi, 47 đứt sấu rồi nha. Đây một con cá sấu nữa nè, một con cá sấu nữa nè. Lên rồi, lên rồi, thành công lên luôn nè. Rồi cắt cá luôn, cắt cá có nghĩa là bạn ấy thấy cá mình nhỏ hơn bạn ấy cắt luôn á, bạn ấy không có khoe đó các bạn. Đây một con cá sấu nữa nè, một con cá sấu lên luôn. Rồi lên luôn. Rồi kích thước bao nhiêu đây, khoe lên đi nào. Rồi rồi không thấy khoe, không thấy khoe các bạn ơi. Chắc là bạn ấy kích thước nhỏ hơn rồi, bạn ấy cắt luôn rồi. Rồi đây bên đây là một con cá sấu nữa nè, một con cá sấu nữa. Rồi bay lên luôn. Rồi coi khoe hay không đây. Rồi 393cm, 393cm. Rồi để thay kích thước nha bạn. Bạn là 373cm nè, là bị lỗi nè. Đó 393cm hiện tại là thấp nhất nha. Bạn thấy không, có trọng tài thông báo như thế này đấy thì mình cũng đỡ phải chat thông báo, đỡ vất vả rất là nhiều luôn bạn. Đây nè, một bạn đang kéo cá sấu rồi lên luôn. Đây nữa nè, đây cá sấu đây nữa nè. Rồi lên ông, rồi lên luôn. Đó các bạn thấy không, lên lần lên cặp không các bạn. Lên lần hai người lên, 325cm khá là nhỏ luôn. Còn bạn bên đây thì cắt cá sấu luôn rồi, có nghĩa là hai bạn ấy không vượt qua được. 393cm vẫn là cao nhất nha. Đây mình chưa tắm luôn các bạn, các bạn thấy không, bốc mùi tùm lum hết trơn, để mình kiểm soát lại nha. 400 nè, 393cm là bạn Hiếu 3K nè. Đó bạn này, ôi bạn này lên 430cm. Trong lúc đi kiểm tra thì bạn này lên một con cá sấu rồi nè, bắt đầu thay cho bạn Hiếu 3K luôn nè. Đấy bây giờ là 430cm. Rồi hiện tại là 400cm đang là nhỏ nhất nha các bạn. Rồi một bạn vừa lên một con cá sấu, để coi bao nhiêu, 389 nhỏ nè. Đó cao hơn 400cm thì các bạn khoe nha. Bây giờ là 400cm là nhỏ nhất nha các bạn. Còn 15 phút nữa nha, 15 phút cuối cùng luôn nha các bạn. Rồi một bạn lên nữa nè, rồi một con cá sấu đã bị kéo lên. Đây để coi bạn ấy khoe lên hay không. Rồi 393cm vẫn nhỏ luôn nha các bạn, không vượt qua được 400. Đây rồi, rồi đứt. Rồi con này cá kéo khá là lâu luôn bạn, hình như là con vương miện rồi. Rồi bên đây một cái con nữa nè. Rồi lên luôn, lên luôn. Tiếp tục là bạn ở đây, bạn ấy có khoe hay không đây. À 403cm là các bạn này là vừa lên một con 430cm rồi, nên là bạn này không cần ghi lại nha các bạn. Thì 400 vẫn là thấp nhất nha, là bạn này lên hai cái con cá sấu, bạn ấy lên một con 430 trước đó rồi nên là vẫn không được tính đâu các bạn ơi. Đây một con cá sấu trong góc rồi đứt luôn, sao hôm nay đứt sấu nhiều vậy ta. Còn 5 phút nữa là hết giờ nha các bạn. Và hiện tại cái con cá sấu 400 vẫn là nhỏ nhất nha, 400cm nhỏ nhất. Rồi một bạn lên một con cá sấu rồi các bạn ơi, để coi bạn ấy lên cái con bao nhiêu vậy. 501cm đó các bạn thấy không, 501cm đã vào top rồi nha. Đấy thay cho các bạn 400 nè, bạn 400 đã bị lội nha các bạn. Và hiện tại là 410 là nhỏ nhất nha, 410cm là nhỏ nhất. Đây một con cá sấu nữa nè, lên nào, lên nào. Rồi lên luôn con cá sấu này, rồi bạn ấy cắt luôn rồi bạn ơi. Đây bên đây có một bạn lên một con cá sấu 451cm nè. Đó lúc đó là không có quay chúng nhưng mà có trọng tài quan sát được nha bạn. Đây bạn HTRV rao gì nè, là 451cm và hiện tại là 430cm là thấp nhất. Ủa có một bạn lên một con cá sấu 525cm luôn rồi nè. Rồi để mình thay vào luôn.
Rồi bạn Hào đẹp trai lên một con cá sấu 525 cm, thay đổi cục diện luôn rồi các bạn ơi. Rồi và bây giờ là hết giờ nha các bạn. Rồi hết giờ các bạn ơi. Rồi đã có 5 bạn giành giải rồi nha. Rồi khi mà hết giờ nè các bạn ơi, hết giờ rồi cũng giống như là ông vỡ tổ gì đó bạn. Các bạn thấy không, có nhiều bạn vào đây thi chủ yếu là cũng muốn được lên YouTube, được lên TV đó các bạn. Cho dù là không có thắng giải nhưng mà thấy rằng là các bạn ấy cũng rất là vui luôn. Ok, thì 5 bạn thắng giải ở lại nhận thưởng, còn lại thì các bạn có thể đi về hoặc là chơi cũng được. Ok, video mình đến đây thôi nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Đừng quên nhấn like, đăng ký kênh cho mình với nhé.